Bão Uto đã đổ bộ vào Hồng Kông với sức gió trên 100 km/h, kèm theo mưa lớn. Đài Thiên văn Hồng Kông đã phát đi cảnh báo bão số 8, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm 3 cấp. Giới chức quản lý sân bay Hồng Kông cho biết 100 chuyến bay dự kiến bị hủy và 174 chuyến khác bị hoãn do bão. Các dịch vụ phà tới các hòn đảo ở xa và Trung Quốc đại lục bị gián đoạn, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Chúng tôi vẫn đang gọi điện thoại để thu xếp. Chuyến bay sớm nhất có thể là vào tối mai. Tôi cảm thấy rất lo lắng vì cả hai chuyến bay về Hàn Quốc đều bị hủy bỏ. Tại một khu vực của Hồng Kông, gió mạnh đã làm gãy một đĩa vệ tinh, đánh bật gốc nhiều cây cối và làm tê liệt hệ thống giao thông. Các doanh nghiệp và trường học đóng cửa, trong khi thị trường chứng khoán Hồng Kông đã tạm thời đóng cửa các phiên giao dịch vào buổi sáng. Một phụ nữ đã phải nhập viện do hậu quả của bão và hiện đang trong tình trạng ổn định.